Chào mấy bạn nha, bên em thì chiên sỉ, chiên dừa, gỗ dừa, chiên chấm nha. Bạn nào mà có nhu cầu mà lấy sỉ số lượng nhiều thì liên hệ xưởng em nha. Xưởng cơ sở mỹ nghệ dừa Quốc Anh, chuyên cung cấp tất cả các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, chiên dĩa tô, bình ủ bằng trái dừa, bằng ấm trà. Địa chỉ tại ấp 1 Lương Hòa, vùng Trâm, Bến Tre nha mấy bạn. Đây, hàng em ra đây, ra để chuẩn bị giao khách này nha. Chiên này là chiên chấm nha. Rộng đường kính là 9 cm, ngang cao 5 cm. Trà mình là gỗ dừa ha. Chén này là không có sơn, không sung, không có chất gì nha, rất là đẹp nha. Hàng này hàng nhất nha mấy bạn. Bên em thì chỉ bán hàng loại nhất, không có bán hàng gì nha. Đây, dừa và lan dâm rất là đẹp ha. Đẹp luôn.